Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh tin tức 24 giờ TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Chiến sự căng thẳng, Belarus điều xe tăng, pháo tiến sát biên giới Ukraine. Quân đội Belarus đã điều động về thành phố Gomel, nơi chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 30 km, nhiều xe tăng và pháo tự hành hạng nặng. Động thái này càng khiến tình hình tại khu vực biên giới giữa Belarus và nước láng giềng Ukraine trở nên căng thẳng. Theo một số nguồn tin địa phương, 17 xe tăng và 18 pháo tự hành 2S3 Acacia SPG cỡ nòng 122mm đã được đưa đến Gomel trong những ngày gần đây. Từ những hình ảnh thu được, giới phân tích nhận định, số vũ khí hạng nặng trên vừa mới được đưa ra khỏi kho lưu trữ. Điều này làm giấy lên nghi ngờ rằng Belarus đang chuẩn bị cho một hoạt động quân sự lớn nhằm vào Ukraine. Trước đó, lực lượng tình báo Ukraine cho biết, cơ quan này đã nhận được nhiều thông tin về việc quân đội Nga đang tiến hành gia tăng hiện diện quân sự trên lãnh thổ Belarus trong các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine cuối tuần qua, nhiều tên lửa đã được phóng đi từ các máy bay ném bom chiến lược của Nga trên không phận Belarus. Các động thái trên khiến chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng như cộng đồng quốc tế quan ngại sẽ làm leo thang căng thẳng tại biên giới giữa Belarus và Ukraine. Trong một bài phát biểu hôm 26 tháng 6, Tổng thống Zelensky đã bày tỏ lo ngại rằng Belarus sẽ bị kéo vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Belarus được coi là đồng minh thân cận nhất của chính quyền tổng thống Vladimir Putin kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Để duy trì sự ủng hộ của nước láng giềng, Nga đã dành nhiều ưu đãi đặc biệt cho Belarus. Ngày 25 tháng 6 trong một cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại thành phố Saint Petersburg, tổng thống Putin tuyên bố, Moscow sẽ chuyển giao cho Minsk các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Nga gặp rắc rối lớn khi Ukraine đẩy mạnh chiến tranh du kích. Thưa quý vị, trong khi Nga đã giành quyền kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, họ vẫn đang gặp khó khăn trong việc áp đặt trật tự của riêng mình khi đối diện cuộc chiến tranh du kích và những hành động phản kháng từ phía Ukraine. Khi phần lớn miền Nam Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của Nga, các cuộc tấn công như vụ ám sát một quan chức hàng đầu trong chính quyền do Nga thiết lập tại thành phố Kherson vào ngày 24 tháng 6 đã chứng tỏ giới hạn quyền lực của Nga, sự kiểm soát của Nga đối với lãnh thổ Ukraine trải dài từ thành phố Tây Nam Kherson trên biển đen đến các thành phố miền Nam như Melitopol, Berdyansk và Mariupol trước khi tăng cường bao gồm hầu hết khu vực phía đông Donbass. Trên báo chí Nga tràn ngập thông tin, các thành phần tự do đang tìm cách sáp nhập vào Nga. Moscow cũng thực hiện những bước đi cụ thể, chẳng hạn như buộc các hoạt động kinh tế địa phương phải được thực hiện bằng đồng rúp. Bên cạnh đó là sự phủ sóng lên các kênh truyền hình của Nga trên đất Ukraine và thiết lập các liên kết được cho là nhân đạo giữa đảng nước Nga thống nhất cầm quyền của Nga và các khu vực bị chiếm đóng ở Ukraine. Tổng thư ký Hội đồng Liên bang Nga Andrei Tuchak là nhân vật hàng đầu trong mối quan hệ của Nga với các vùng lãnh thổ mà nước này kiểm soát ở Donbass. Trong những gì có thể được coi là một gợi ý về ý định sáp nhập lãnh thổ, ông Tuchas cũng nói rằng các văn phòng của đảng nước Nga thống nhất có thể được thành lập tại những vùng lãnh thổ mới ngay sau khi chúng bị Nga sáp nhập. Các trung tâm trợ giúp pháp lý mới do đảng nước Nga thống nhất đã thành lập ở miền đông Ukraine có thể cho thấy rằng đảng cầm quyền Nga đã bắt đầu cố gắng tham nhập vào hệ thống pháp luật của những khu vực Ukraine do Nga kiểm soát. Nhưng người dân Ukraine đã không phản ứng theo cách Nga có thể hy vọng. Trong những tháng đầu tiên, rất nhiều cuộc biểu tình phản đối quân đội Nga đã diễn ra một cách rộng khắp với một số người tham gia rất lớn. Nhiều quan chức được bầu hoặc bổ nhiệm dưới thời chính phủ Ukraine được quốc tế công nhận như thị trường Ivan Fedorov của Molitopol đã tự đặt mình vào thế nguy hiểm khi cự tuyệt công tác với Nga, ngay cả khi nhiều người khác đã làm như vậy. Các cuộc tấn công vào quốc hội Nga và chính quyền chiếm đóng xảy ra thường xuyên và gây thiệt hại khá lớn cho các lực lượng Nga hiện diện trên các vùng lãnh thổ Ukraine. Trước khi chiến dịch quân sự của Nga nổ ra, nhiều đánh giá tình báo của Mỹ cho rằng Ukraine sẽ bị tràn ngập trong vài ngày. Washington đã nghĩ đến việc hỗ trợ lực lượng nổi dậy cơ sở của người Ukraine để chống lại lực lượng Nga. Mặc dù những ước tính về mốc thời gian đó có sự sai lệch nhất định, nhưng ngày nay người Ukraine đã chứng tỏ họ sẵn sàng đưa ra những hành động phản kháng ngay bên trong khu vực chiếm đoạt của Nga. Kể từ giữa đến cuối tháng 4 và tháng 5, nhịp độ và cường độ của các cuộc tấn công như vậy gia tăng, có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của quân đội Nga. Lực lượng đặc nhiệm Ukraina rõ ràng có liên kết trực tiếp, cũng như gián tiếp với các nhóm du kích địa phương, và họ đã thiết lập một kênh liên lạc đặc biệt để phối hợp hoạt động. Mặc dù không thể đánh giá tỷ lệ các cuộc tấn công nổi dậy do lực lượng đặc biệt của Ukraina hoặc cơ quan tình báo và thực thi pháp luật SBU trực tiếp tổ chức, nhưng việc công chúng tham gia vào chiến tranh du kích không phải là điều gì mới mẻ đối với người dân Ukraina. Trong nhiều năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, các đảng phái viên ở miền Tây Ukraine đã tiến hành một số cuộc nổi dậy cấp thấp mà không có sự hỗ trợ rõ ràng từ bên ngoài. Vụ ám sát quan chức của chính quyền do Nga dựng lên xảy ra gần đây chỉ là một trong số nhiều cuộc tấn công đã diễn ra trên khắp các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng thời gian qua. Những hành động như vậy đã thách thức đáng kể nỗ lực của Nga nhằm khẳng định quyền kiểm soát đối với miền Nam và miền Đông Ukraine. Mặc dù ưu thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự đã cho phép Nga đẩy lùi binh sĩ Ukraine khỏi một số khu vực nhất định, nhưng điểm mạnh đó không thể chuyển thành lợi thế trong việc chống lại cuộc chiến tranh du kích và những hành động phản kháng. Nga tiêu tốn 200 triệu đô la Mỹ tập kích tên lửa của Ukraine chỉ trong 2 ngày. Tạp chí Fox dẫn nguồn tin từ không quân Ukraine và các nguồn tin địa phương cho biết, các tên lửa dẫn đường tầm xa được Nga sử dụng đều là các vũ khí uy lực và có giá thành sản xuất đắt đỏ. Đáng chú ý nhất là tên lửa Iskander, tên lửa đạn đạo tốc KU, tên lửa chống hạm KH-22, tên lửa hành trình Kalib và tên lửa hành trình hạng nặng KH-101. Trong các đợt tập kích ngày 25 và 26 tháng 6, khoảng 30 tên lửa được Nga phóng nhằm vào các mục tiêu ở vùng Jitomir, miền Bắc Ukraine. Theo Fox, các lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn được 10 tên lửa. Khoảng 20 tên lửa khác rơi xuống vùng Chernihiv, đặc biệt là nhằm vào trung tâm huấn luyện quân sự Detna. Ngoài ra, vùng thủ đô Kiev, các tỉnh Khmenitsky, Lip. Mykolaiv, Kharkiv và Dnipropetrovsk đều bị Nga tập kích bằng tên lửa tầm xa. Hôm 26 tháng 6, Yuri Ignat, phát ngôn viên không quân Ukraine nói, quân đội Nga phóng 4 đến 6 tên lửa hành trình hạng nặng KH-101 từ oanh tạc cơ TU-95 và TU-160 ở biển Caspian. Fox ước tính, riêng đợt tập kích bằng tên lửa này đã tiêu tốn của Nga từ 50 đến 80 triệu đô la Mỹ. Theo thống kê của Fox, mỗi quả tên lửa hành trình hạng nặng KH-101 có giá là 13 triệu đô la Mỹ tên lửa Calib có giá là 6,5 triệu đô la Mỹ, tên lửa Iskander là giá 3 triệu đô la Mỹ, tên lửa hành trình siêu thanh Onyx trị giá 1,25 triệu đô la Mỹ, tên lửa KH-22 trị giá 1 triệu đô la Mỹ và tên lửa đạn đạo tốc cao có giá là 300.000 đô la Mỹ. Với 60 đến 80 tên lửa dẫn đường chính xác được sử dụng trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 6, Nga đã tiêu tốn từ 150 đến 220 triệu đô la Mỹ theo ước tính của tạp chí Forbes. Đến ngày 27 tháng 6, Nga tiếp tục giáng đòn tên lửa tầm xa nhằm vào các mục tiêu ở thành phố Poltava và Kremenchuk, miền trung Ukraine. Ukraine cáo buộc Nga phóng tên lửa vào một trung tâm thương mại ở Kremenchuk, khiến 18 người thiệt mạng và 59 người khác bị thương. Quân đội Nga tuyên bố phóng tên lửa phá hủy một kho vũ khí của Ukraine gần trung tâm thương mại. Vụ nổ kho đạn dẫn đến ngọn lửa cháy lan sang các khu vực xung quanh là nguyên nhân trung tâm thương mại bị thiêu rụi, quân đội Nga cho biết. Các đợt tập kích tên lửa dữ dội của Nga diễn ra vào đúng thời điểm các nhà lãnh đạo phương Tây dự hội nghị thượng đỉnh G7 ngày 26 đến 28 tháng 6 ở Đức và hội nghị thượng đỉnh NATO từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 ở Tây Ban Nha. Chuyển sang tin tức tiếp theo, Ukraine đáp trả cảnh báo rắn của Medvedev về Crimea. Thưa quý vị, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov ngày 28 tháng 6, lên tiếng đáp trả cảnh báo của cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev rằng Moscow có bất kỳ sự xâm phạm nào đối với bán đảo Crimea là một lời tuyên chiến. Theo thông tin Reuters, phát biểu với trang tin Argumenti Is Facti, luật chứng và sự kiện, ông Medvedev hiện là phó chủ tịch hội đồng an ninh Nga khẳng định bất kỳ sự xâm phạm nào nhằm vào bán đảo Crimea là một quốc gia thành viên NATO, tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sẽ là lời tuyên chiến với Nga. Với chúng tôi, Crimea là một phần của Nga và điều đó là mãi mãi. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm phạm Crimea đều là lời tuyên chiến chống lại đất nước chúng tôi, ông Medvedev nói. Nếu việc này xâm phạm Crimea là một quốc gia thành viên NATO thực hiện, điều đó có nghĩa là xung đột xảy ra toàn bộ Liên minh Bắc Đại Tây Dương là chiến tranh thế giới thứ ba, một thảm họa hoàn toàn, ông Medvedev phát biểu thêm. Phản ứng với tuyên bố của Medvedev, ông Danilov ngày 26 tháng 8 khẳng định Crimea là lãnh thổ của Ukraine và chắc chắn sẽ được giải phóng khỏi dự chiếm giữ của Nga. Nhà báo Urakinska-Pravda, trong một bài tweet, theo bà Ukrajinska-Pravda, trong bài tweet, ông Danilov kêu gọi ông Medvedev bình tĩnh lại, đồng thời nói rằng phát biểu Crimea là một phần của Nga chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của một số nhân vật tại Điện Kremlin. Sẽ không có nỗ lực nào, vì chúng tôi sẽ thu lại lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời Crimea ngay lần thử đầu tiên, ông Danilov nói. Nga sắp nhập vào bán đảo Crimea năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Ukraine và nhiều nước trên thế giới xem cuộc trưng cầu dân ý và hành động của Nga là sự chiếm đóng bất hợp pháp. Trong một phát biểu đưa ra ngày 5 tháng 2, tức hơn 2 tuần trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, ông Daninov nói rằng việc sử dụng quân đội Ukraine để giành lại Crimea từ Nga không phải là một đề xuất thực tế, nhưng đó có thể là một lựa chọn trong tương lai. Bản tin trên cũng đã khép lại chương trình tin tức 24 giờ TV của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin cập nhật nào đáng chú ý mới nhất trong ngày đến từ kênh tin tức 24h TV. Và quý vị cũng đừng quên để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.